Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình Thời sự tối của Đài Phát thanh và Truyền hình Thái Bình. Hôm nay Chủ nhật ngày 1 tháng 9, chương trình Thời sự sẽ có những nội dung chính sau đây. Các địa phương trên địa bàn tỉnh trao tặng huy hiệu Đảng cho các đảng viên cao tuổi đợt mùng 2 tháng 9. Rèn giũa đạo đức cách mạng, giải pháp quan trọng để nâng cao đạo đức và bản lĩnh cách mạng cho đảng viên trong giai đoạn mới. Người dân cần cân nhắc để lựa chọn sử dụng dịch vụ karaoke vui chơi giải trí dịp nghỉ lễ, đảm bảo an toàn phòng chống cháy nổ. Mở đầu là những thông tin kinh tế đáng chú ý. Tăng cường huy động vốn từ nội bộ nền kinh tế thông qua việc phát triển sản phẩm, dịch vụ, đa dạng hóa các loại hình huy động, nâng cao chất lượng phục vụ khách hàng. Đến hết tháng 8 năm nay, tổng nguồn vốn huy động toàn tỉnh ước đạt 128.600 tỷ đồng, tăng 4,5% so với thời điểm 31 tháng 12 năm ngoái. Trong đó, tiền gửi tổ chức kinh tế chiếm 6,3% và tiền gửi dân cư chiếm 93,7% tổng nguồn vốn huy động. Tổng dư nợ cho vay của các tổ chức tín dụng trên địa bàn tỉnh ước đạt 101.200 tỷ đồng, tăng 7,5% so với thời điểm ngày 31 tháng 12 năm 2023. Trong đó, cho vay lĩnh vực thương mại dịch vụ chiếm nhiều nhất, đạt 52,2% tổng dư nợ. Để hoàn thành kế hoạch mục tiêu năm 2024 đã đề ra, với tăng trưởng nguồn vốn huy động khoảng 12% và tăng trưởng dư nợ cho vay khoảng 15% so với năm 2023, Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh tăng cường chỉ đạo các tổ chức tín dụng trên địa bàn, thực hiện các giải pháp về tiền tệ, tín dụng, ngoại hối và hoạt động ngân hàng theo chỉ đạo của Chính phủ và Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, tạo điều kiện thuận lợi cho khách hàng tiếp cận nguồn vốn tín dụng ngân hàng trên cơ sở rà soát, đơn giản hóa và rút ngắn quy trình thủ tục, phát triển các dịch vụ thanh toán hiện đại. Sau 3 năm thực hiện chỉ thị 08 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, huyện Tiền Hải đã hoàn thành giải phóng mặt bằng và bàn giao đất cho 58 dự án, với tổng diện tích đất thu hồi trên 223 ha. Trong 3 năm từ năm 2021 đến tháng 7 năm 2024, huyện Tiền Hải thực hiện giải phóng mặt bằng 78 dự án với diện tích thu hồi trên 529 ha của hơn 6.200 hộ gia đình và tổ chức. Trong đó, đã hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng 58 dự án với diện tích thu hồi hơn 223 ha của hơn 2.300 hộ và tổ chức, số tiền bồi thường hỗ trợ giải phóng mặt bằng trên 327 tỷ đồng. Hiện nay, huyện Tiền Hải đang thực hiện giải phóng mặt bằng 20 dự án với diện tích đất thu hồi trên 306 ha. Tuy nhiên, một số dự án vẫn đang có những vướng mắc về giải phóng mặt bằng, như dự án tuyến đường trục số 3, số 5 kết nối trong khu kinh tế Thái Bình. Để sớm bàn giao mặt bằng triển khai thực hiện các dự án, Ủy ban Nhân dân huyện Tiền Hải đang tập trung chỉ đạo các phòng ban của huyện và các xã tuyên truyền vận động nhân dân, đồng thời phối hợp với các sở, ngành có liên quan, kiên quyết xử lý nghiêm các trường hợp chây ì, chống đối gây khó khăn cho công tác giải phóng mặt bằng. Chú trọng phát triển các sản phẩm có hiệu quả kinh tế cao, có sức cạnh tranh trên thị trường, tạo điều kiện khuyến khích, khôi phục và phát triển làng nghề truyền thống. Đó là những giải pháp để huyện Thái Thụy phát triển nghề và làng nghề truyền thống, tạo việc làm cho lao động địa phương. Huyện Thái Thụy có 24 làng nghề và nghề truyền thống nhưng hiện nay chỉ có 17 nghề và làng nghề đang hoạt động hiệu quả, như làng nghề rèn thôn An Tiêm, xã Thụy Dân, nghề làm hương Lai Triều, xã Dương Phúc, chế biến hải sản xã Thụy Hải, mì che đan móc sợi xã Thái Xuyên. Các làng nghề đã đầu tư máy móc trang thiết bị hiện đại vào sản xuất nhằm giảm chi phí, tiết kiệm thời gian, nâng cao năng suất lao động. Để nghề và làng nghề tiếp tục phát triển, huyện Thái Thụy tập trung tháo gỡ khó khăn cho các doanh nghiệp, các làng nghề có nguy cơ suy giảm, khuyến khích các đơn vị làm nghề truyền thống tập trung xây dựng thương hiệu riêng cho các sản phẩm làng nghề và tiếp cận thị trường tiêu thụ, đầu tư công nghệ mới để cải tiến mẫu mã sản phẩm, đồng thời tích cực du nhập các nghề mới phù hợp với điều kiện của huyện, tạo việc làm cho người lao động, phát triển kinh tế địa phương. Nhân kỷ niệm 79 năm ngày Quốc khánh mùng 2 tháng 9, Đảng bộ thành phố có 451 đảng viên cao tuổi Đảng được trao tặng, truy tặng huy hiệu Đảng. Trong số 451 đảng viên cao tuổi Đảng được trao tặng, truy tặng huy hiệu Đảng đợt này, có 2 đảng viên được trao tặng huy hiệu 75 năm và 70 năm tuổi Đảng, 5 đảng viên huy hiệu 65 năm tuổi Đảng,
35 đảng viên huy hiệu 60 năm tuổi Đảng, 110 đảng viên huy hiệu 55 năm tuổi Đảng. Trao tặng, truy tặng huy hiệu Đảng là sự ghi nhận biểu dương của Đảng với những đóng góp của các đồng chí đảng viên cao tuổi Đảng cho sự nghiệp cách mạng của Đảng, đồng thời động viên các đảng viên cao tuổi Đảng tiếp tục phát huy trí tuệ, kinh nghiệm của mình, góp sức xây dựng Đảng, chính quyền các cấp ngày càng trong sạch, vững mạnh. Nhân dịp kỷ niệm 79 năm ngày Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, huyện Đông Hưng tổ chức trao huy hiệu Đảng cho 444 đảng viên, trong đó có một đồng chí nhận huy hiệu 80 năm tuổi Đảng, 12 đồng chí nhận huy hiệu 70 năm tuổi Đảng, 15 đồng chí nhận huy hiệu 65 năm tuổi Đảng, 91 đồng chí nhận huy hiệu 55 năm tuổi Đảng. Tính đến nay, huyện Đông Hưng đã có trên 8.000 lượt đảng viên được trao huy hiệu Đảng. Tối qua, huyện Hưng Hà tổ chức chương trình giao lưu văn nghệ chào mừng kỷ niệm 79 năm Cách mạng tháng 8 và Quốc khánh mùng 2 tháng 9. Chương trình văn nghệ với hơn 20 tiết mục, nội dung ca ngợi Đảng, Chủ tịch Hồ Chí Minh, ca ngợi tình yêu quê hương đất nước. Chương trình góp phần giáo dục truyền thống cách mạng và tạo không khí vui tươi phấn khởi chào mừng ngày lễ lớn của dân tộc, cổ vũ mọi tầng lớp nhân dân đoàn kết, ra sức thi đua, chung sức xây dựng quê hương Hưng Hà ngày càng phát triển. Thưa quý vị và các bạn, Quy định số 144 ngày 9 tháng 5 năm 2024 của Bộ Chính trị quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ đảng viên giai đoạn mới với nội dung chứa đựng nhiều nội hàm sâu xa về chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ đảng viên. Các cấp ủy tổ chức đảng cần đẩy mạnh việc đưa quy định này đi vào cuộc sống, coi đó là căn cứ để rèn giũa đạo đức cách mạng cho cán bộ đảng viên trong thời gian tới. Với 95% công chức là đảng viên, Chi ủy chi bộ chi cục an toàn vệ sinh thực phẩm thuộc Đảng bộ Sở Y tế đã quán triệt nghiêm túc đầy đủ các nội dung của quy định 144. Bước đầu, mỗi cán bộ đảng viên của chi bộ đã nhận thức đầy đủ về chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ đảng viên giai đoạn mới. Việc nhận thức đầy đủ nội dung quy định 144 là cơ sở để cán bộ đảng viên trong chi bộ giữ gìn phẩm chất đạo đức, phòng ngừa từ sớm từ xa những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống. Quy định 144 này mà gắn với cái công việc hiện tại của mỗi cán bộ đảng viên của chi cục thì chúng tôi cũng xác định thì đây là một lĩnh vực về an toàn thực phẩm cũng khá là nhạy cảm. Hàng ngày thì sẽ phải tiếp xúc với các tổ chức cá nhân thì chắc chắn là sẽ phát sinh rất nhiều cái vấn đề nổi cộm cũng như là có những cái vấn đề mà có thể sẽ làm ảnh hưởng đến cái tư cách đạo đức. Và chúng tôi cũng sẽ xác định mỗi người cán bộ đảng viên sẽ phải rèn luyện và giữ vững cái bản lĩnh. Nâng cao y đức cũng chính là mục tiêu mà Đảng ủy Sở Y tế quán triệt trong toàn ngành trên cơ sở các nội dung của quy định 144. Thông qua đó, giúp cho cán bộ ngành y tế nhận thức một cách sâu sắc về nghề cao quý của mình, tránh xa những vấn đề tiêu cực, đặc biệt là luôn giữ vững phẩm chất đạo đức cách mạng của người đảng viên. Quy định 144 của Bộ Chính trị đã đưa ra những tiêu chuẩn và trách nhiệm cao đối với cán bộ đảng viên trong cái việc giữ gìn đạo đức phẩm chất chính trị. Qua đó, họ nêu cao vai trò nêu gương của người đứng đầu, đặc biệt trong việc tu dưỡng các chuẩn mực đạo đức để làm sao trở thành những người tấm gương cho cán bộ, công chức, viên chức trong toàn ngành noi theo. Và ở đây, trong thực hiện nhiệm vụ, thì chúng ta cần phải nêu cao cái vai trò trách nhiệm của mỗi cá nhân đối với cái sứ mệnh của ngành mình đang được giao phó. Quy định 144 không chỉ là yêu cầu để giáo dục, rèn luyện đạo đức cách mạng cho cán bộ đảng viên, nhất là những người hiện đang công tác ở các cấp các ngành, mà còn là cơ sở để đánh giá bản lĩnh, trách nhiệm, sự trung thành, tâm huyết, trong sạch, trung thực, thẳng thắn, khách quan, công tâm trong công việc, sự dấn thân hăng hái vì nước, vì dân, nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, đồng thời nêu cao uy tín, sự gương mẫu, lòng tự trọng, danh dự, sự đề kháng của cán bộ đảng viên trong giai đoạn mới. Tôi nhận thấy quy định 144 cũng là cái thước đo để mỗi cán bộ đảng viên là tự soi, tự sửa để hoàn thiện cái phẩm chất đạo đức của mình. Và đối với một cán bộ đảng viên của chi bộ tỉnh hội phụ nữ Thái Bình thì tôi nhận thấy là cần phải học tập và làm theo cũng như là dựa vào cái quy định 144 để rèn luyện bản thân mình. Chúng tôi cũng lại cụ thể hóa cái nội dung quy định 144 thành cái chuẩn mực, xây dựng cái chuẩn mực của người cán bộ hội các cấp triển khai phổ biến cho chị em thực hiện, và cái việc thực hiện cái quy định này thì đã góp phần xây dựng một cái đội ngũ cán bộ hội có phẩm chất đạo đức, rồi tự tin, tự trọng, trung hậu, đảm đang và xây dựng người phụ nữ Việt Nam thời đại mới. Để đưa quy định số 144 của Bộ Chính trị thực sự đi vào cuộc sống, các cấp ủy tổ chức đảng cần phải tiếp tục quán triệt, tuyên truyền để mỗi cán bộ đảng viên thấm nhuần sâu sắc từng nội dung, thực hành các chuẩn mực đạo đức cách mạng một cách tự giác thường xuyên,
để đạo đức cách mạng trở thành vũ khí sắc bén của mỗi người, giúp họ vượt qua mọi khó khăn, thử thách, cám dỗ, ngăn ngừa nguy cơ suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, tự diễn biến, tự chuyển hóa. Chuyển sang các tin tức khác. Thưa quý vị, dừng dịch vụ điện thoại 2G trả lương hưu qua tài khoản cá nhân là những chính sách đáng chú ý sẽ có hiệu lực từ tháng 9 này. Theo lộ trình tắt sóng 2G của Bộ Thông tin và Truyền thông, từ ngày 16 tháng 9 tới, hệ thống sóng 2G sẽ ngừng phục vụ các thuê bao sử dụng máy điện thoại 2G only, trừ trường hợp cung cấp dịch vụ cho thiết bị đầu cuối thuê bao kết nối mạng 2G cho mục đích truyền nhận dữ liệu giữa thiết bị với thiết bị hoặc cung cấp dịch vụ tại khu vực quần đảo Trường Sa, Hoàng Sa, Nha Gian, JK. Cũng từ ngày 16 tháng 9 tới, Bộ Thông tin và Truyền thông sẽ không cấp phép sử dụng các băng tần 900 MHz trên 1.800 MHz nếu doanh nghiệp không có phương án đảm bảo, không còn thuê bao sử dụng thiết bị đầu cuối, chỉ hỗ trợ tiêu chuẩn 2G only. Từ hôm nay, sẽ chi tiền lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội qua tài khoản cá nhân lập tại ngân hàng cho người về hưu trên cả nước, hạn chế hình thức nhận tiền mặt trực tiếp tại điểm chi trả và các khâu trung gian khác. Hệ thống chi trả điện tử này sẽ thực hiện tại 43 tỉnh thành hồi tháng 8 và triển khai tiếp 20 địa phương còn lại từ tháng 9. Trường hợp người hưởng chưa đăng ký đúng số tài khoản ngân hàng nên chưa nhận được tiền tháng 8 thì cần thông báo theo mẫu rồi gửi cơ quan bảo hiểm xã hội để cập nhật. Thưa quý vị và các bạn, dịp nghỉ lễ Quốc khánh, nhu cầu sử dụng thực phẩm sẽ tăng cao do nhu cầu gặp gỡ, giao lưu của mỗi gia đình. Tuy nhiên, do nguồn cung dồi dào nên mặc dù sức mua tăng, nhưng theo khảo sát của phóng viên, giá thực phẩm tại các chợ trên địa bàn thành phố ngày hôm nay cơ bản ổn định. Để đáp ứng nhu cầu mua sắm của người tiêu dùng trong mấy ngày nghỉ lễ, lượng hàng hóa được các tiểu thương nhập về khá đa dạng dồi dào. Thịt lợn là thực phẩm có giá ổn định như ngày thường. Tức là giá của các cô không thay đổi, vẫn cứ bình ổn, không tăng giá tí nào. Ví dụ như thịt mông là vẫn có 101 thôi, còn ba chỉ thì là 102. Còn sườn thì 102. Trong khi đó, thủy sản có tăng nhẹ so với ngày thường nhưng không đáng là bao. Cụ thể như các loại cá chấm chép chim rô phi diêu hồng chỉ tăng từ 1 đến 2.000 đồng trên 1 kg. Rau xanh thì giá cơ bản ổn định, chỉ có một số loại như đỗ, súp lơ tăng hơn so với ngày thường 5.000 đồng trên 1 kg. Lý do vì đây là những loại rau trái vụ và được chuyển từ các vùng khác về. Giá cả so với mọi ngày thì vẫn không chênh nhau là mấy. Thì là một người đi chợ thì tôi thấy rất là vui bởi vì cái giá cả hiện tại cho chúng tôi thì nó vẫn đang bình ổn đấy ạ. Dù sức mua tăng nhiều so với ngày thường, tuy nhiên do nguồn cung dồi dào nên đáp ứng tốt nhu cầu tiêu dùng của người dân trong những ngày nghỉ lễ này. Chương trình thời sự tiếp tục với các thông tin về tình hình an ninh trật tự, an toàn giao thông. Hôm nay là ngày nghỉ thứ hai trong kỳ nghỉ lễ mùng 2 tháng 9, kéo dài 4 ngày. Để đảm bảo trật tự an toàn giao thông cho nhân dân trong dịp nghỉ lễ, lực lượng cảnh sát giao thông, công an tỉnh và công an các huyện thành phố tăng cường lực lượng trực 24/24 giờ, đẩy mạnh các giải pháp đảm bảo giao thông thông suốt trong các ngày nghỉ lễ. Theo thống kê từ phòng cảnh sát giao thông, công an tỉnh, trong 2 ngày nghỉ lễ mùng 2 tháng 9, trên địa bàn tỉnh xảy ra 2 vụ tai nạn giao thông làm chết 2 người. Lực lượng cảnh sát giao thông, công an tỉnh và công an các huyện thành phố đã đẩy mạnh tuần tra kiểm soát xử lý vi phạm. Trong 2 ngày qua đã lập biên bản và xử phạt 183 trường hợp vi phạm luật giao thông với số tiền phạt gần 480 triệu đồng, tước 52 giấy phép lái xe, trong đó chủ yếu là lỗi vi phạm nồng độ cồn 48 trường hợp, vi phạm về tốc độ 33 trường hợp. Ngoài tăng cường tuần tra xử lý vi phạm, lực lượng cảnh sát giao thông tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao ý thức chấp hành luật giao thông của người dân, tập trung lực lượng tại các điểm nút giao thông, các tuyến đường có lưu lượng phương tiện qua lại lớn, đảm bảo giao thông thông suốt trong các ngày nghỉ lễ. Công an huyện Tiền Hải vừa ra quyết định khởi tố vụ án gây rối trật tự công cộng và khởi tố 9 bị can, xử phạt vi phạm hành chính đối với 6 đối tượng. Đáng chú ý, nhiều đối tượng chưa đủ 16 tuổi. Khoảng 17 giờ ngày 5 tháng 8, tại khu vực Cồn Vành xảy ra vụ việc có 2 nhóm thanh niên, mỗi nhóm có khoảng 6 đến 8 người điều khiển, 3 đến 4 xe mô tô đi với tốc độ cao, mang theo nhiều hung khí nguy hiểm như tuyếp sắt gắn dao nhọn, ném vỏ chai bia ra đường và đuổi nhau trên trục đường giao thông. Trong đó xác định có Bùi Ngọc An, sinh năm 2008, trú tại thôn Bình Thành, xã Nam Phú, và Tô Trường Trinh, sinh năm 2007, trú tại thôn Riêm Trì, xã Tây Phong. Sự việc gây bức xúc trong quần chúng nhân dân và làm ảnh hưởng xấu đến tình hình an ninh trật tự tại địa phương. Công an huyện mở rộng vụ án điều tra thêm 15 đối tượng và đã ra quyết định khởi tố 9 đối tượng, xử phạt vi phạm hành chính 6 đối tượng.
Tại cơ quan điều tra, các đối tượng đã thừa nhận hành vi của mình. Hiện cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện Tiền Hải đang hoàn tất hồ sơ xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật. Còn tại huyện Vũ Thư, thực hiện đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, công an huyện liên tiếp bắt giữ nhiều nhóm thanh niên có hành vi gây rối trật tự công cộng. Ngày 31 tháng 8, công an huyện Vũ Thư tiến hành gọi hỏi răn đe 51 đối tượng là thanh thiếu niên hư, qua đó đã thu giữ 4 hung khí gồm 3 tuyếp sắt, 1 dao phóng lợn, làm tan rã 3 nhóm thanh niên hư với tên tự xưng là nhóm trẻ em Vũ Thư, nhóm trẻ giải phóng, nhóm trẻ đường phố. Cùng ngày, công an huyện Vũ Thư phát hiện làm rõ một vụ gây rối trật tự công cộng với 4 đối tượng là thanh thiếu niên sinh năm 2003 đến năm 2009 ở xã Tân Lập. Các đối tượng này có hành vi tụ tập điều khiển xe máy lạng lách đánh võng, bốc đầu xe trên quốc lộ 10 và đường 10B thuộc địa phận thị trấn Vũ Thư. Tiếp đó, Tổ công tác Cảnh sát điều tra, Cảnh sát giao thông Công an huyện Vũ Thư phát hiện 3 đối tượng đều trú tại xã Bách Thuận, đi xe máy kẹp 3. Trong cốp xe có một bình xịt hơi cay, phát hiện tạm giữ 6 xe vi phạm nồng độ cồn. Hiện các vụ việc đang được Công an huyện Vũ Thư lập hồ sơ xử lý. Thưa quý vị và các bạn, kỳ nghỉ lễ Quốc khánh năm nay kéo dài 4 ngày, đây là thời điểm nhu cầu vui chơi giải trí của người dân tăng cao. Hát karaoke là một trong những dịch vụ điển hình được nhiều người lựa chọn. Tuy nhiên, trước việc có nhiều cơ sở karaoke đang mọc lên, trong đó có nhiều cơ sở chưa đáp ứng đủ điều kiện phòng chống cháy nổ, người dân cần hết sức chú ý để bảo đảm an toàn cho bản thân. Từ những vụ cháy tại các cơ sở kinh doanh karaoke tại một số tỉnh, thành phố trên cả nước làm thiệt hại về người và tài sản đã trở thành bài học rút ra cho nhiều người. Cũng chính vì thế mà các quy định về điều kiện để được phép kinh doanh karaoke cũng đã được thắt chặt và đòi hỏi các cơ sở kinh doanh phải đáp ứng đủ các điều kiện an toàn mới được hoạt động. Như cơ sở kinh doanh karaoke này, ngoài lắp đặt cầu thang thoát hiểm ngoài trời, chủ cơ sở này còn trang bị mặt nạ phòng độc ngay hành lang, lối thoát hiểm được chỉ dẫn rõ ràng. Hệ thống phun nước tự động khi xảy ra cháy cũng được kiểm tra thường xuyên, đảm bảo vận hành trơn tru khi có tình huống xảy ra, có thể đảm bảo an toàn cho khách hàng khi xảy ra sự cố. Cơ sở cũng thường xuyên là tập huấn cho nhân viên tại cơ sở để nắm bắt được cái phương án cứu hộ cứu nạn, để lúc khách vào là sẽ hướng dẫn cho khách là ngoài các trang bị như là mặt nạ chống độc để lúc có xảy ra sự cố thì là được trang bị cho khách và cái những lối thoát hiểm của cơ sở để khi mà xảy ra sự cố thì là khách đã nắm bắt được rõ được cái phương án để có thể là di chuyển. Trên địa bàn thành phố Thái Bình hiện có 8 trên 12 cơ sở kinh doanh karaoke đã đủ điều kiện an toàn về phòng cháy chữa cháy được cơ quan chức năng cho phép hoạt động. Đây là một trong những cơ sở trước đây vốn chưa đủ điều kiện an toàn về phòng cháy chữa cháy, song từ đầu năm đến nay đã chủ động bổ sung các điều kiện cần thiết đảm bảo an toàn khi có cháy nổ xảy ra. Chúng tôi đến hôm nay cũng đã hoàn thiện và đã được đi vào sử dụng. Mình cũng đảm bảo an toàn phòng cháy cháy cho khách hàng cách tốt nhất. Do chi phí tốn kém nên vẫn còn một số cơ sở kinh doanh karaoke cố tình chây ỉ không đầu tư hoàn thiện, thậm chí sau khi lực lượng chức năng xử lý còn lén lút hoạt động chui. Theo phân cấp, công an các huyện, thành phố, ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn cần tăng cường công tác quản lý các cơ sở kinh doanh karaoke trên địa bàn. Tại địa bàn Thái Bình, chúng tôi cũng tăng cường cái công tác kiểm tra và xử lý nghiêm minh các trường hợp cố tình vi phạm. Và vừa qua cũng đã kiểm tra, trong sau quá trình kiểm tra thì cũng cơ sở không đảm bảo các điều kiện đã tổ chức xử lý vi phạm chính và ra quyết định tạm đình chỉ và đình chỉ các hoạt động. Chúng tôi khuyến cáo bà con nhân dân tìm hiểu các cơ sở đảm bảo các điều kiện an toàn phòng cháy cháy để tham gia các hoạt động vui chơi giải trí tại các cơ sở có loại hình karaoke cũng như là quán bar vũ trường. Theo quy định hiện hành, nếu cơ sở kinh doanh karaoke nào chưa đủ điều kiện mà cố tình hoạt động trái phép, có thể bị phạt hành chính lên tới 25 triệu đồng. Ngoài ra, theo Bộ Luật Hình sự, trong trường hợp các cơ sở kinh doanh karaoke không đảm bảo quy định về phòng cháy chữa cháy để xảy ra cháy nổ, thì có thể phải chịu trách nhiệm hình sự tùy vào mức độ hậu quả, trong đó hình phạt có thể lên tới 12 năm tù giam. Trong kỳ nghỉ lễ Quốc khánh kéo dài 4 ngày, thì chắc chắn sẽ có nhiều người dân sử dụng dịch vụ karaoke. Và quý vị hãy chú ý lựa chọn những cơ sở karaoke có đủ điều kiện đảm bảo về công tác phòng cháy chữa cháy để kỳ nghỉ lễ thực sự là ý nghĩa và an toàn. Đến đây, chương trình Thời sự tối của Đài Phát thanh và Truyền hình Thái Bình xin được tạm dừng. Quý vị và các bạn có thể xem lại chương trình thời sự trên trang thông tin điện tử thaibinhtv.vn, trên ứng dụng TBTV Go, VTV Go hoặc trên fanpage và YouTube của Đài Phát thanh và Truyền hình Thái Bình.
Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn.